Thần y Võ Hoàng Yên phủ nhận cáo buộc bùng tiền từ thiện, nguyên nhân là do sơ sót trong bảng báo cáo. Về việc bị tố bùng tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung, ông Yên thanh minh việc này là do sơ sót trong bảng báo cáo, quên kiểm lại số liệu vì lập cập quá trong ngày khánh thành. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi, tức Huỳnh Uy Dũng, đăng tải bài viết tố cáo bị lương y Võ Hoàng Yên lừa gạt tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện xây chùa. Ngày 2 tháng 3 tại tổ đình Hương Minh Tự, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, hai bên đã có cuộc nói chuyện trực tiếp dưới sự tham dự của Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam. Tại cuộc gặp, bà Nguyễn Phương Hằng tái khẳng định những gì mình tố cáo trên trang cá nhân và cho rằng niềm tin của mình đặt sai chỗ. Bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng cho biết sau khi có duyên gặp gỡ ông Võ Hoàng Yên đã tin tưởng và coi lương y như người nhà, hết lòng ủng hộ để ông này chữa bệnh cứu người, làm từ thiện. Tuy nhiên thời gian qua, bà Hằng phát hiện ông Yên không thực hiện việc từ thiện minh bạch mà trục lợi cho bản thân và gia đình. Vào năm 2020, bà Hằng đã quyên góp hàng chục tỷ để xây dựng Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam. Nhưng hiện nay, Hưng An Tự lại do ông Yên và gia đình quản lý. Bà Hằng cảm thấy tổn thương vì bị lương y Võ Hoàng Yên lợi dụng, chiếm đoạt có tổ chức. Đáp lại, lương y Võ Hoàng Yên cho rằng trước giờ mình chưa hề đặt vấn đề xin tiền của vợ chồng ông Dũng, tôi chưa lần nào đặt vấn đề xin tiền, mượn tiền hay vay tiền. Tôi lấy tư cách gì làm điều đó, tôi thấy tất cả những gì anh chị truyền cho tôi đó là tình thương, là Bồ Tát đưa anh chị tới thực hiện công tác phước thiện vì bá tánh. Tôi mừng vui vô hạn, tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi rất tiếc nếu giai đoạn qua có mâu thuẫn, ông Võ Hoàng Yên nói. Ông Yên thừa nhận trước đây đã được vợ chồng ông Dũng Lò Vôi, bà Hằng chuyển tiền giúp đỡ khá nhiều. Ông khẳng định vào tháng 4 năm 2020 khi Hưng An Tự động thổ, ông không dám nhận thêm tiền mà chỉ nói ông Dũng Lò Vôi nếu thương bá tánh thì tự xây xong rồi hãy trao chìa khóa. Về việc bị bà Hằng tố chuyển tiền cho người thân, lương y Võ Hoàng Yên cho rằng đó là làm theo ý của bà Hằng. Bà Hằng kêu chuyển tiền cho ai, ông Yên chuyển như vậy và mọi chuyện đều có hóa đơn chứng từ. Lương y Võ Hoàng Yên kể tiếp khi bước vào xây trung tâm chữa bệnh, học trò của ông có tâm sự rằng sức khỏe bị yếu đi mà lượng bệnh nhân đến chữa bệnh ngày càng tăng vì nghe danh tiếng của ông Dũng. Xét thấy anh em làm không nổi, không đảm nhiệm được nên ông có một vài lần nói xa xa gần gần cho ông Dũng việc sẽ rút lui và gửi lại hết những gì ông Dũng tặng cho ông. Cho đến một ngày, ông thông báo chính thức việc này tại Hưng An Tự. Tôi có nhắn tin nhưng lâu quá, có quên có nhớ không biết từ lúc nào. Coi như xí xóa đi. Anh mua cho tôi một chiếc xe đó chứ, tôi cũng trả luôn, tôi đã chuyển vài chục tỷ lại cho chị Hằng, cũng đã ký trả lại một căn nhà. Anh là ông chủ lớn, tôi giống như hạt cát trong sa mạc với anh chị thôi. Có đáng gì đâu. Một ông thầy thuốc quen lương y Võ Hoàng Yên trần tình khi đang kể bị vợ chồng ông Dũng Lò Vôi phản bác nói sai sự thật. Về việc bị tố bùng tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung, ông Yên thanh minh việc này là do sơ sót trong bảng báo cáo, quên kiểm lại số liệu với các cháu vì lập cập quá trong ngày khánh thành. Ba lần cứu trợ hơn 7 tỷ đồng chứ không phải là 3 tỷ mấy. Đây là con số thật, chút xíu nữa tôi sẽ cung cấp. Mọi việc nên nghe từ hai phía, nếu chỉ nghe từ chỗ chị Hằng thì tội cho tôi lắm. Tôi đi giữa bão, tôn bay suýt bị mất mạng. Nếu người dân ở vùng Trà My, Quảng Nam nghe việc này sẽ thấy rất thương tôi. Nói tôi chiếm tiền đưa lên báo, tội lỗi vô cùng. Hôm nay tôi sẽ cung cấp hết biên lai giấy tờ, ông Yên khẳng định. Người bị tố cáo cũng cho biết, vì chuyện xảy ra mà ấy ngày nay cả nhà ông đã có hai người đi bệnh viện, đau khổ và xấu hổ vô cùng. Ông tái khẳng định mình không lừa gạt. Nếu anh chỉ coi tôi như một đứa em không đủ khôn ngoan, còn dại khờ thì hãy nói với nhau như trong nhà cho nhỏ nhẹ, cái nào ra cái đó. Phải coi lại tôi đã làm từ thiện hợp lý chưa thì hãy đánh tôi. Nếu lừa gạt thì 14 năm nay trước khi gặp anh chị tôi đã làm rồi, hơi sức đâu mà đợi anh chị lương y Võ Hoàng Yên phân trần. Trong lúc ông Yên phản hồi, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần bức xúc chen ngang vào khiến đại diện Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam phải đứng ra can thiệp. Cuối cùng tại buổi gặp mặt, hai bên đã thống nhất sẽ nhờ cơ quan công an xử lý các vấn đề về tài chính, sử dụng tiền từ thiện, xây chùa của ông Võ Hoàng Yên.